Rất vui mừng được chào đón quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Oan gia không hẹn mà cưới đến từ tác giả Trang Bubi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết ở tập đầu tiên của bộ truyện này thì tình cờ cả hai người Thanh Vi và Trịnh Minh Đăng đã đụng mặt nhau tại một quán bar. Thanh Vi thì là cô tiểu thư của một công ty thiết kế thời trang, còn Trịnh Minh Đăng lại là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Cả hai người này đụng mặt nhau, có một hiểu nhầm xích mích xảy đến, để rồi đã để lại một ấn tượng không hề tốt đẹp trong lòng nhau. Bất ngờ ngay sau đó thì họ lại một lần nữa gặp mặt nhau trong một buổi xem mắt được hai gia đình sắp xếp. Và rồi cũng từ đây họ đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Và ẩn dưới đó còn có một thỏa thuận ngầm nữa. Và như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn rằng với tính cách rất cá tính của hai nhân vật này sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị. Và quả nhiên ở tập truyện này chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó. Cộng thêm với sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những tình tiết nghe truyện thư giãn và không kém phần kịch tính. Vậy thì để kiểm chứng những gì mà anh Sa vừa nói, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Oan gia không hẹn mà cưới, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Một tuần trôi qua, Thành Vi cũng đã dần quen với cuộc sống sau khi kết hôn. Mà tuần này thì Trịnh Minh Đăng cũng ít về nhà, nên cô cũng không gặp một chút phiền phức nào từ phía anh cả. Cả ngày thì cô nằm nhà đọc sách, vẽ bản thiết kế cho trang phục thu đông, rồi lại đi shopping với An An. Mọi thứ dường như trở lại cuộc sống bình thường trước kia. Ngày hôm nay, Thành Vi chính thức đi làm tại công ty của bố, theo đúng chuyên ngành thiết kế thời trang cô theo học. Một ngày 12 tiếng vùi đầu vào công việc, tối đến quay trở về là một người vợ bất đắc dĩ. Buổi tối hôm đó, Thành Vi vừa hoàn thành xong bản thiết kế thì nghe tiếng quản gia chào Trịnh Minh Đăng phía dưới. Bỗng nhiên cô cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Cái cảm giác này là muốn né tránh hay là gì thì cô cũng không rõ. Cô nghe giọng của anh thì liền vội vàng chạy lại đóng sập cửa. Đúng 5 phút sau đó anh có mặt. Vô thức thì cô lại cầm vội quyển sách bên cạnh lên tay. Huỳnh Thanh Vi. Tôi không rảnh rỗi đâu. Cô giơ cao quyển sách che mặt lại. Nhưng tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi. Tôi muốn nói là anh phiền phức thật đấy. Tôi không thấy tôi đang đọc sách à? Trịnh Minh Đăng nhếch môi cười rồi đáp. Tôi chỉ muốn nhắc là cô cầm ngược sách rồi. Cô nghe anh nói xong thì liền cúi đầu nhăn mặt, sau đó ngẩng lên, trợn mắt nhìn anh, phồng má không nói nên lời. Biểu hiện này của cô khiến anh cũng phải bật cười. Anh cười gì đấy? Này, cô có thấy là mình vô lý không? Tôi có lòng tốt, muốn nhắc nhở cô thôi mà. Ai mượn anh? Trần Minh Đăng nghe xong không thèm nói nữa, thản nhiên cởi từng cúc áo của chiếc sơ mi, bước qua trước mặt của cô. Khi mà anh bước đến cửa nhà tắm thì bất ngờ quay đầu lại hỏi lớn. Này, muốn tắm cùng nhau không? Đồ điên. Đã nghiền lại còn ngại. Nói xong thì cánh cửa nhà tắm đóng sập lại. Trước đây Thành Vi thực không thích nhìn thẳng vào anh, bởi vì cô cảm giác ánh mắt sắc bén của anh có thể xuyên thấu lòng người. Cho dù cô không nói gì, dường như anh cũng có thể dễ dàng vạch trần tâm tư của cô. Thế nhưng giờ khắc đối diện với anh, cô không thể không liếc mắt nhìn anh. Vừa rồi chỉ là vô tình lướt qua thân hình của anh cũng đủ để làm tâm tình của cô nổi lên một hồi khẩn trương. Thật lòng mà nói, thân hình của anh quá đẹp. Tạm không nói đến chiều cao 1m84 lý tưởng, mà mỗi cơ bắp trên người đều toát ra mị lực,
không hề thua kém bất kỳ người mẫu hàng đầu nào cả. Một lúc sau đó, giọng nói của Trình Minh Đăng vọng ra từ trong phòng tắm, lại khiến cô không khỏi giật mình. Huỳnh Thanh Vy! Cái gì? Lấy giúp tôi bộ quần áo. Anh đùa đấy à? Cô nghe giọng tôi giống đùa sao? Nếu như cô không lấy, tôi sẽ khỏa thân, bước ra trước mặt của cô đấy. Ê, dừng lại. Anh cứ đứng yên ở trong đấy cho tôi nhờ. Tức quần áo của anh ở đâu? Ở trong phòng thay đồ đấy. Thành Vy một lời không nói, xoay người đi vào trong phòng để trang phục. Lúc cô trở về, đã nhìn thấy Trình Minh Đăng đứng lù lù trong phòng. Quần áo trên người cũng đã mặc chỉnh tề. Cô tức tối, quăng bộ quần áo trên tay của mình xuống, lớn giọng nói. Trình Minh Đăng, anh chơi tôi đấy á. Cô có biết bộ quần áo cô vừa vứt xuống trị giá bao nhiêu không đấy? Tôi không cần biết. Thế làm gì mà phải tức tối như vậy? Tôi chỉ là cho cô nếm thử cảm giác của một người làm vợ thôi. Cứ từ từ mà thưởng thức. Thành Vy nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đây là phương pháp mà giáo viên yoga của cô đã dạy. Vốn là bài tập điều hòa hô hấp để tạo sự cân bằng cho cơ thể. Nhưng mà cô lại phát hiện, chiêu này dùng để áp chế lửa giận thực sự rất hữu ích. Buổi sáng hôm nay, lúc cô thức dậy, đã thấy mẹ chồng mình ở dưới nhà. Bà vừa nhìn thấy cô thì liền nói. Con dậy rồi à? Mẹ tranh thủ qua thăm hai đứa, rồi trưa nay bố mẹ phải có việc qua Mỹ. Sao bố mẹ đi Mỹ đột xuất như vậy à? Ừ, bố mẹ đi có việc nên cũng chưa biết bao giờ về. Dạ vâng ạ. Thế mẹ đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn sáng cùng con và Trình. Nói đến đây, cô mới chợt nhớ ra mọi chuyện, mỉm cười nói tiếp. Ăn sáng cùng con và chồng con à? Ê thôi, hai đứa ăn đi. Mẹ đã ăn rồi. Bà vừa dứt lời thì Trình Minh Đăng cũng từ trên tầng đi xuống. Tớ có chuyện gì mà mẹ sang đây sáng sớm như vậy? Thì mẹ qua thăm con dâu của mẹ, chứ cũng đâu có phải là thăm anh đâu. Rồi, có con dâu, quên luôn cả con trai rồi. Lúc này thì bà và cô tủm tỉm cười nhìn nhau, bà hỏi. Vì này, thế con có đi làm không? Dạ có à? Ừ thế ăn sáng đi rồi đi làm nhé. Trịnh Minh Đăng nói với cô. Tôi đi làm trước nhé. Lát nữa cô tự lái xe đi. Hoặc là bảo bác Tài đưa cô đi. Dạ vâng. Bà đứng ở đó nhíu mày nhìn con trai của mình, không hài lòng thở dài nói. Khoan đã. Sao vậy mẹ? Con xem con kìa. Đường đường là tổng giám đốc, thế mà lại thất cả vạt không cẩn thận gì cả. Vì à, con thất lại cả vạt cho chồng của con đi. Cô nghe xong thì ngạc nhiên, ngước mắt nhìn bà rồi lại nhìn sang anh. Dù bản thân không hề muốn, nhưng mà Vân... Không lẽ mẹ chồng nói như vậy, cô lại trái lời sao? Cô gượng gạo đi đến trước mặt của anh. Do anh khá cao, nên ánh mắt ấm ức của cô chỉ tập trung vào phần cổ của anh. Không cần nghi cũng biết, giờ khắc này, ánh mắt của anh có mấy phần bớn cợt nhìn cô. Nhìn vẻ mặt ấm ức, thế mà vẫn phải cười cười của Thành Vy. Nụ cười trên môi Trịnh Minh Đăng càng lúc càng nồng đậm. Anh thì cứ nhàn nhã hưởng thụ cái cảm giác được cô từ tay thắt cả vạt. Khuôn mặt Trịnh Minh Đăng góc cạnh rõ ràng, nét mặt cương nghị tràn đầy khí thế, thân hình cao lớn hệt như một vị thần tỏa ánh hào quang xung quanh cô. Mà cô, gương mặt vốn trắng trẻo, giờ lại đang ánh lên sắc hồng thẹn thùng. Hai người họ chỉ riêng mới nhìn sáng đã cảm thấy vô cùng hài hòa. Thân hình to lớn của anh bên cạnh thân thể nhỏ xinh của cô, hài hòa đến hoàn mỹ. Hơi thở của Trịnh Minh Đăng vất vưởng, tưởng chừng như thấm vào tận xương tủy, khiến đầu ngón tay của Thanh Vy có một chút luống cuống. Sau một hồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm nói. Xong rồi. Cảm ơn. Trịnh Minh Đăng vừa dứt lời thì mẹ của anh lên tiếng. Đàn ông không nên cảm ơn suông như vậy. Đằng nào thì con cũng tiền đường đi qua công ty của cái Vy làm việc, có phải không? Dạ vâng.
Ở thế thì hai đứa cùng ngồi xuống, ăn sáng xong, rồi con đưa con bé đi làm cho tình cảm. Dẫu sao cũng là vợ chồng mới cưới. Mọi người sẽ nhìn và đánh giá nhiều đấy. Trịnh Minh Đăng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thế thôi hai đứa ăn sáng đi. Mẹ phải về nhà chuẩn bị một vài thứ. Dạ vâng ạ. Mẹ đi đường cẩn thận. Bà vừa đi khỏi thì hai người cũng quay qua nhìn nhau, rồi lườm nhau một cái, mới bước vào bàn ăn. Trong bữa ăn, cả hai im lặng một hồi rất lâu, thì Trịnh Minh Đăng lên tiếng. Công việc của cô ở công ty thế nào? Tôi mới về nước, cũng chưa quen lắm, nhưng mà cũng gọi là ổn. Tôi nghe nói cô sắp ra mắt thương hiệu mới à? Được tổng giám đốc tập đoàn World quan tâm thế này, tôi có nên vui mừng không nhỉ? So với việc được tôi quan tâm, thì việc cô được làm vợ của tôi còn hãnh diện hơn nhiều đấy. Tôi anh tưởng là tôi cần cái hãnh diện đó lắm chắc. Thôi, tôi ăn no rồi, tôi lên phòng thay đồ. Ừ. Giờ thì cứ như thế. Một tuần tiếp theo trôi qua, khi Thành Vy vừa kết thúc cuộc họp tại công ty thì nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là một số không được lưu tên. Tuy nhiên, dãy số này vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc. Đó chính là số của Trịnh Minh Đăng. Cô không hề chần chừ, bấm nút nghe máy, rồi sau đó nói alo một tiếng. Đầu dây bên kia, thanh âm của Trịnh Minh Đăng lạnh lẽo truyền tới. Đang làm gì? Lần nào cũng như vậy. Trịnh Minh Đăng gọi tới, không chỉ nhả ra một vài từ rất tiết kiệm. Thành Vy đang bù đầu với công việc, còn bị Trịnh Minh Đăng chọc đến phát điên. Cô nghiến răng, gằn lên từng chữ. Này, Trịnh Minh Đăng, anh đường đường là CEO tập đoàn lớn, năm nay cũng ngoài 30 tuổi rồi. Anh không thể nào nói lịch sự với tôi một chút à? Dù gì thì tôi cũng là vợ của anh đấy. Ồ, cô cũng nhớ mình là vợ của tôi cơ đây. Trịnh Minh Đăng cười nhạt đáp lời. Anh gọi tôi, có chuyện gì không? Chiều tan làm ở yên công ty, tôi đến đón cô. Nói xong, tiếng tút tút điện thoại lại vang lên. Và lần nào cũng như vậy. Chưa bao giờ Trịnh Minh Đăng để cô có cơ hội từ chối hay đồng ý. Cô bực bội ném điện thoại xuống ghế sofa, thế rồi lầm bầm chửi rủa. Cái đồ độc tài bá đạo. Anh tưởng là chồng tôi, mà nói gì thì tôi cũng phải nghe sao. Bà đây, cũng là thiên kim đại tiểu thư, cũng còn trăm công nghìn việc. Tên khốn nhà anh, tôi cắp thèm chờ. Tầng trên cùng của tập đoàn World. Bàn làm việc màu đen của một nhà thiết kế nổi tiếng nước Pháp, sàn đá cẩm thạch đen, thiết kế nội thất lấy hai gam màu đen trắng làm chủ đạo. Trịnh Minh Đăng đứng bên cửa sổ, bên dưới xe chạy nườm nượp. Trên gương mặt điển trai tuấn tú của anh khẽ ánh lên một nụ cười. Một lát sau đó, bên ngoài phòng làm việc của anh vang lên mấy tiếng gõ cửa. Trịnh Minh Đăng trở lại gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc, dứt khoát nói. Vào đi. Vũ Hà My đẩy cửa bước vào, nhìn bóng lưng cao lớn của Trịnh Minh Đăng từ phía sau khiến cô hơi khựng lại. Anh không thèm quay mặt lại nhìn, cũng không nói năng gì cả. Vũ Hà My đứng yên một lát xem Trịnh Minh Đăng có hào phóng tặng cho mình một ánh nhìn không. Sau khi thấy anh không động tĩnh gì cả thì mới nói. Em đến thông báo với anh, những công ty chuyên về vật liệu xây dựng đã nộp hồ sơ, mong tập đoàn mình hợp tác mua vật liệu bên họ. Hồ sơ em để trên bàn, là nơi anh rảnh rỗi hãy qua xem. Tôi biết rồi. Vũ Hà My chần chừ muốn nói vài điều nhưng mà lại không dám lên tiếng. Lúc sau thì Trịnh Minh Đăng mới xoay người lại hỏi. Còn về gì nữa sao? Dạ không ạ. Được rồi, vậy thì em ra ngoài làm việc tiếp đi. Vâng. À quên, My này. Vũ Hà My nghe thấy Trịnh Minh Đăng gọi tên mình, hai mắt sáng lên như sao đêm. Tuy nhiên, cô vì được dạy dỗ trong một gia đình xa xáo nên năng lực kiềm chế rất tốt. Dạ vâng, anh có gì muốn nói với em à? Ngày mai cậu Duy đi làm rồi, em sẽ không cần làm thư ký cho tôi nữa. Tôi sẽ điều em xuống phòng marketing.
Sao? Em nghe nói anh Duy xin phép nghỉ một tháng cơ mà. Việc riêng của cậu ấy đã giải quyết xong. Cái này thì em không cần bận tâm. Cứ chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Dạ vâng ạ. Vũ Hà My buồn sầu đáp như vậy. Mấy năm nay, Vũ Hà My đều một lòng một dạ thương thầm Trịnh Minh Đăng. Cô xuất thân cũng trong một gia đình khá giả. Nhà cũng có một công ty thời trang nhỏ. Nhưng mà cô lại chọn làm nhân viên của Trịnh Minh Đăng chỉ để nuôi hy vọng được nhìn thấy anh mỗi ngày. Người đời thường nói anh rất đào hoa. Vũ Hà My đã từng hy vọng mình sẽ được là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh. Dù chỉ một đêm thôi cũng được. Nhưng mà đáng tiếc, với Vũ Hà My, Trịnh Minh Đăng lúc nào cũng hết sức nghiêm túc và dè chừng. Cũng có lẽ anh không muốn làm tổn thương một người như Vũ Hà My. Và cũng có lẽ Vũ Hà My là chị gái của Vũ Hà Trâm, người con gái từng là một khoảng ký ức trong anh. Buổi tối, đúng 6 giờ 30 phút, Thành Vy mới làm xong công việc. Lúc cô xuống đến cổng công ty đã nhìn thấy chiếc xe Audi đen của Trịnh Minh Đăng đậu sẵn ở đó. Nhìn thấy Thành Vy, Trịnh Minh Đăng chủ động bước xuống mở cửa xe cho cô. Anh nói: "Thế cô lại còn đứng ngây người ở đó? Lên xe." "Tôi mượn anh đến đón tôi à?" Trịnh Minh Đăng cũng không thèm trả lời cô, trực tiếp tống cô vào thẳng trong chiếc xe, rồi đóng sập cửa lại. Cô lẩm nhẩm trong miệng: "Cái tên bệnh hoạn thần kinh này." "Thần kinh? Tôi cũng đang là chồng của cô đi nha." Cuối cùng thì Thành Vy cũng phải chào thua đồ mặt dày vô sỉ của Trịnh Minh Đăng. Anh ta đúng là ngông cuồng hết thuộc chưa? "Được rồi. Nhưng mà sao hôm nay lại cao hứng đến đón tôi như vậy?" "Vợ chồng với nhau cũng ngót nghét nửa tháng rồi. Tôi muốn cùng cô đến nhà bố mẹ cô dùng bữa cơm với ông bà." "Sao cơ?" "Đến nhà tôi." "Ừ, không được à?" Được. Tất nhiên là được." Thành Vy ngạc nhiên nhìn Trịnh Minh Đăng. Cô nhớ lại cuộc gọi của mình với bố mình tối qua. "Bố à, bố gọi con có việc gì sao?" "Thành Vy, ngày mai về ăn cơm với bố mẹ một bữa nhé." "Đấy, bố mẹ nhớ con rồi có phải không? Vậy mà cứ muốn gả con đi, tống cổ con do sớm như vậy, rồi bây giờ phải nhớ con như thế." "Thôi đi cô nương, lại bắt đầu rồi đấy. Ngày mai thì con sắp xếp, hai vợ chồng cùng về đi nhá. Bố tắt máy đây." Alo, bố." Thành Vy còn chưa kịp nói gì thì bố cô đã nhanh chóng tắt máy. Lúc đó cô quay sang nhìn phòng làm việc, thấy anh vẫn cứ mải mê với đống giấy tờ nên cũng quên không nói chuyện. Thật không ngờ rằng hôm nay thì anh lại chủ động đề nghị. Bất giác cô rùng mình. Cô không biết anh ta là người hay là thần mà có thể nhìn thấu tâm tư người khác như vậy. Chiếc xe vừa tiến đến cổng nhà, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố mẹ mình bước ra. Giống như biết trước cô đến thế nên cùng lúc ra đón cô sao. Buổi tối gió mạnh luồn vào cơ thể, có một chút lạnh lạnh. Vậy mà nhìn bố mẹ mình từ trong đi xa vội vã đợi mình vào nhà, khiến trái tim cô ấm lên một cách kỳ lạ. Tình thân chính là như vậy đấy. Dù có đi khắp đất trời, đến những nơi xa hoa lộng lẫy cũng không bằng nhà mình. "Hai đứa về rồi sao? Tớ mau vào nhà chuẩn bị dùng bữa, không lại đói đấy." Mẹ cô lên tiếng. Trịnh Minh Đăng cũng lịch sự cúi đầu chào. "Con chào bố mẹ à?" "Ừ, mau vào nhà đi con." "Mẹ con hôm nay đích thân vào bếp nấu cho vợ chồng con đi nha." "Ủa, sao bố mẹ biết vợ chồng con sẽ về à?" Cô lên tiếng hỏi. Ông cười cười rồi đáp: "Ừ, thì chồng của con gọi điện trước cho bố mẹ cơ mà." Thành Vy khẽ liếc mắt nhìn Trịnh Minh Đăng. Quả thật vẫn chưa thể nào tin nổi. Nhưng mà dù sao cũng vui bởi vì anh rất tôn trọng và lịch sự với bố mẹ của cô. Trong bữa cơm, bởi vì Thành Vy luôn gắp thức ăn bỏ vào bát bố mẹ mình mà cố tình ngó lơ anh, nên bố cô phải dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cô. "Vy, còn chồng của con bên cạnh nữa đấy." "Tại anh ta thích ăn gì tự gắp được mà bố." "Không được, con đã làm vợ người ta rồi đi nhé." Trịnh Minh Đăng cười xòa đáp. "Không sao đâu bố à."
Nói xong thì anh lại thuận tay bóc một con tôm bỏ vào bát cho cô. Em ăn đi. Câu nói nhẹ nhàng duy nhất mà anh dành cho cô từ lúc lấy nhau cho đến bây giờ có lẽ là đây. Bỗng nhiên cô cảm thấy lòng mình dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Ăn tối xong thì hai người ngồi nói chuyện với bố mẹ một lát cho đến 9 giờ mới trở về nhà. Lúc hai người vừa bước chân đến cửa thì quản gia Kim đã đi đến rồi nói. Thưa thiếu gia, cô Hà Trâm đợi cậu trong nhà được 2 giờ đồng hồ rồi. Rất lâu rồi, đã không ai nhắc đến cái tên Vũ Hà Trâm trước mặt của anh nữa. Nghe quản gia nói như vậy, Trịnh Minh Đăng im lặng trầm tư một lát rồi lên tiếng hỏi. Sao ông không bảo cô ấy tôi không có ở nhà? Tôi đã nói như vậy, nhưng mà cô ấy nhất quyết đợi cậu, thưa thiếu gia. Thành Vi đứng bên cạnh Trịnh Minh Đăng, nhìn sắc mặt của hai người khiến cô tò mò về người con gái mang tên Hà Trâm kia. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến Trịnh Minh Đăng phải dừng lại suy nghĩ? Cô cười gượng nói. Tôi vào nhà trước nhé. Thành Vi vừa bước lên một bậc thì Trịnh Minh Đăng kéo tay cô lại, giọng trầm ấm. Cùng vào đi. Thế rồi Trịnh Minh Đăng nắm lấy tay của cô mà kéo đi. Thành Vi hừ lạnh một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Trong phòng khách, Vũ Hà Trâm đang ngồi trên ghế sofa. Cô người hầu đang rót cà phê cho Vũ Hà Trâm. Mùi cà phê thơm phảng phất trong căn phòng. Nghe được tiếng bước chân đang lại gần, bất giác thì Vũ Hà Trâm xoay người lại, mỉm cười lên tiếng. Đăng, anh về rồi à? Thế nhưng nụ cười trên khóe môi Vũ Hà Trâm rất nhanh chóng phải vụt tắt khi nhìn thấy sự xuất hiện của Thành Vi. Ngay lúc này, Thành Vi cũng liếc mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt của mình. Hình như trong mắt cô ấy thoáng một chút u sầu. Trịnh Minh Đăng sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng mở miệng. Em đến đây tìm tôi có việc gì không? Em vừa về nước thì đến tìm anh. Ừ. Cô gái này là... Là vợ tôi. Ánh mắt Vũ Hà Trâm bắt đầu đọng lại, nhưng hơi nước mà Thanh Vi chắc chắn không bao lâu sẽ trào ra ngoài. Thanh Vi nhìn hai người, cũng có một chút tò mò về mối quan hệ của hai người họ. Phải chăng là người cũ đã từng thương sao? Bất giác cô lại cảm thấy mình giống như một kẻ thừa ở đây. Cô lên tiếng nói với anh. Tôi lên phòng trước. Thế nhưng mà Trịnh Minh Đăng vẫn cứ nhất quyết nắm chặt tay cô không chịu buông ra. Cô nhíu mày nhìn anh, nói nhỏ một lần nữa. Này, buông tay tôi ra. Trịnh Minh Đăng khuôn mặt thì vẫn không chút biểu cảm, tay thì vẫn cứ nhất quyết nắm chặt lấy tay của Thành Vi. Vũ Hà Trâm nhìn hai người, khóe môi nở ra nụ cười khổ. Xem ra, những tin tức rầm rộ mấy hôm nay không phải là giả. Nếu nhà em không còn việc gì khác, thì mời em ra về cho. Vợ chồng của tôi cũng cần nghỉ ngơi. Đăng à, anh có nhất thiết phải tuyệt tình với em như vậy không? Là ai tuyệt tình trước? Em... Có vẻ như em đang làm phiền anh lắm sao? Không phiền lắm, dù sao cũng là khách. Em đơn giản, chỉ là khách thôi sao? Chúng ta kết thúc đã lâu rồi. Vậy Thanh có thể coi em là gì đây? Đăng à, anh đừng nói như vậy mà. Em vẫn luôn quan tâm đến anh mà. Vũ Hà Trâm nói xong thì liếc mắt nhìn Thanh Vi. Thanh Vi tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy? Người yêu cũ của chồng đến tận nhà trêu ngươi thế này á? Trong lòng của cô đột ngột dấy lên những cảm giác khó chịu. Cả người thì nóng hừng hực, cảm thấy cứ tưng tức thế nào ấy. Cảm giác này là cảm giác gì vậy? Lại còn cái tên chết tiệt Trịnh Minh Đăng này nữa. Giữ cô lại để chứng kiến cảnh hai người nhìn nhau tình tứ à? Tức quá không chịu được nữa, cô giẫm mạnh lên chân của Trịnh Minh Đăng một cái, giật tay mình ra khỏi tay anh, dứt khoát nói. Hôm nay tôi hơi mệt, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Sau khi cô đi khỏi thì Trịnh Minh Đăng cũng gọi quản gia. Quản gia Kim. Dạ vâng thiếu gia. Tiếp khách giúp tôi. Tôi biết rồi thưa thiếu gia.
Nói xong thì Trịnh Minh Đăng cũng bước đi một cách vô tình ngang qua trước mặt của Vũ Hà Trâm. Lúc này, trước sự lạnh lùng của anh, nước mắt của Vũ Hà Trâm không kìm nén được nữa đã rơi xuống đôi gò má ửng hồng. Nỗi đau tận sâu trong trái tim cô lại càng mãnh liệt. Anh đã không thể chờ đợi cô nữa sao? Chiếc vòng tay màu xanh trong tay cô từ từ rơi xuống. Đôi môi hồng đào cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo. Cũng đúng thôi. Cuối cùng thì anh cũng phải kết hôn. Cô Hà Trâm, mời cô ngồi. Quản gia Kim lên tiếng. Dạ thôi, cháu chợt nhớ ra là mình có việc cần phải đi. Không làm phiền quản gia Kim nữa, cháu xin phép. Quản gia Kim cúi đầu. Cô đi cẩn thận. Ngồi trên xe trở về, Vũ Hà Trâm vẫn cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem vừa nãy trong đôi mắt của anh có một chút do dự lưu luyến nào với cô không. Cho dù sự luyến tiếc ấy chỉ là mỏng manh, thì có lẽ cô cũng vứt bỏ tất cả để cầu xin anh tha thứ. Cho dù phải vứt bỏ lòng tự trọng, cho dù kết quả lại bị anh làm tổn thương. Thế nhưng chỉ cần anh dịu dàng như lúc trước, dịu dàng bên cô. Đáng tiếc, Trịnh Minh Đăng trong lòng của cô không giống như những người đàn ông khác trên đời. Anh lạnh lùng như gió ngang trời, chẳng thể nào nắm bắt mà cũng không thể nào với tới. Lúc nãy trên phòng ngủ của Thanh Vi và Trịnh Minh Đăng, suốt một lúc lâu từ lúc hai người trở về phòng cho đến bây giờ, cả hai đều không lên tiếng. Không khí trong căn phòng quả thật muôn đông đặc lại. Cô vừa rồi... Hai người đồng thanh mở miệng, Thanh Vi cười gượng quay sang nhìn anh. Anh nói trước đi. Muộn rồi đấy. Cô nghỉ sớm đi. Tôi còn làm việc nữa. Thế cô vừa định nói gì với tôi thế? Vừa rồi sao anh không ở dưới nói chuyện với cô ấy? Chẳng có gì để nói cả. Vậy sao? Nhưng mà tôi lại thấy cô ấy hình như có rất nhiều điều muốn nói với anh đấy. Chuyện đã qua lâu rồi. Thanh Vi nghe xong gật đầu vài cái. Trịnh Minh đang hỏi tiếp. Tôi tưởng là cô sẽ ghen chứ. Điền à, tôi có yêu anh đâu mà tôi phải ghen làm gì cho mệt như vậy. Trịnh Minh đang hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói không rằng thêm câu nào, xoay người đi thẳng. Thanh Vi ngồi giường, nhìn cho đến khi bóng lưng của anh khuất hẳn, thì chậm rãi cầm điện thoại lên, bấm nút gọi cho An An. Đang làm gì đấy? Tôi đang soạn vài hợp đồng mai trình báo lên sếp đây này. Gần đây tôi bận việc công ty nhiều quá. Hơn nữa lại sắp ra mắt thương hiệu mới. Đang tính gọi cho bạn xem có tôi sếp làm trợ lý của tôi được không? Trợ lý của bạn? Ừ. Cũng đã thử tuyển vài người. Thế nhưng mà lại chưa nghĩ. Ừ. Nếu như vậy thì để tôi. Tôi cũng đang định nghỉ việc công ty này. Mà cuộc sống của cậu sau hôn nhân thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Ừ, thì cũng được gọi là ổn đấy. Thế tối hôm đồng phòng thế nào vậy? Ừ, hâm à? Đồng phòng gì? Ừ, tôi không tin đâu nhá. Đang nghĩ chắc là mãnh liệt lắm có phải không? Thôi, không trêu nữa nào An An. Thế vậy cứ quyết định như vậy đi. Thu xếp công việc rồi về làm cho tôi nhá. Ok. Có gì tôi báo. À, Vi này. Sao thế? Anh Hải Nam về nước rồi đấy. Bạn đã biết chưa? Tôi biết rồi. Thôi bạn nghỉ ngơi đi. Tôi tắt máy nhé. Lúc này thì Thanh Vi thở dài, buông điện thoại xuống giường. Nói đến Ngô Hải Nam, nhiều năm nay anh đều một lòng một dạ theo đuổi cô. Nhưng lúc ở trên đất Mỹ một mình, cũng chỉ là Ngô Hải Nam không quản khoảng cách địa lý, bay từ Pháp sang Mỹ thăm cô. Ngô Hải Nam xuất thân là con trai duy nhất của nhà họ Ngô, là người thừa kế tập đoàn Ngô Thị, chuyên sản xuất kim cương đa quý. Mối quan hệ của nhà họ Ngô với nhà cô cũng rất thân thiết. Có một khoảng thời gian cả hai nhà đều muốn gán ghép hai người thành một đôi. Đáng tiếc, cuối cùng thì người cô lấy lại là Trịnh Minh Đăng, một người từ trước đến giờ không hề liên quan đến cuộc sống của cô. Thanh Vi ngồi làm việc, đặt bút lên trang giấy, bắt đầu thiết kế những bộ âu phục dành cho nam giới.
Bỗng nhiên cô lại liên tưởng đến dáng người của Trịnh Minh Đăng. Hình ảnh của anh cứ chập chờn trong tâm trí của cô, khiến cô không thể nào tập trung được. Cũng phải thôi, dáng người của anh quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi không tìm thấy một góc chết. Cô đã từng làm việc với rất nhiều người mẫu hàng A, tự nhiên mà chưa từng thấy ai có thể hình đẹp giống như chồng của mình vậy. Cô cứ ngồi trên ghế, vẽ mãi, vẽ cho đến khi hai mắt díu lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trịnh Minh Đăng từ ngoài cửa bước vào, anh thở dài nhìn Thanh Vi. Nơi khóe môi của anh còn nhích lên một nụ cười nhẹ. Anh lặng lẽ đi đến nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống giường. Sau đó nhẹ nhàng, tắt điện rời khỏi căn phòng. Cánh cửa phòng khép lại, Thanh Vi chậm rãi mở mắt. Nhìn xung quanh căn phòng có ánh đèn ngủ màu vàng và không còn nhìn thấy ai cả. Chỉ còn lưu lại mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Lúc Trịnh Minh Đăng bế cô lên thì cô đã lờ mờ tỉnh giấc, nhưng mà cô lại không phản ứng gì cả. Cô muốn mặc kệ xem sau khi bế cô lên giường anh sẽ làm gì. Ai ngờ đâu, anh chỉ im lặng vén gọn những sợi tóc lòa xòa trên má của cô. Thậm chí cô còn chuẩn bị tâm lý đề phòng là anh sẽ hôn mình. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng không làm những gì như cô nghĩ. Lăn lộn một hồi rất lâu, cô mới thiếp vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lúc cô thức dậy, bọng mắt đã xuất hiện vết thâm quầng. Lúc cô xuống dưới nhà thì Trịnh Minh Đăng đang ngồi đọc báo ở ghế sofa. Vừa nhìn thấy cô anh liền nói: "Mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi làm." "Tôi tưởng anh đi làm rồi chứ. Hôm nay tôi dậy hơi muộn." "Tôi đợi cô." "Đợi tôi?" Cô ngạc nhiên hỏi lại. Trịnh Minh Đăng đặt tờ báo xuống ghế sofa, ngưng mắt nhìn cô rồi chậm rãi nói: "Hôm nay tôi có việc ở công ty của cô." "À, hóa ra là vậy. Chứ cô đang nghĩ gì khác sao?" "Không, có nghĩ gì đâu." Suốt cả quãng đường đến công ty, Thanh Vi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây vụt qua, nhìn phố phường Hà Nội nhộn nhịp. Sau đó cuối cùng ánh mắt lại không nhìn được, khẽ liếc qua gương chiếu hậu rời đến gương mặt trầm lặng của Trịnh Minh Đăng. Mà nhìn thấy gương mặt này, càng nhìn kỹ lại càng đẹp. Bỗng nhiên Trịnh Minh Đăng lên tiếng, khiến con tim của cô như muốn bắn ra khỏi lồng ngực vậy. "Bao giờ thì cô sẽ ra mắt thương hiệu mới?" "Thứ hai tuần sau." "Ừ." Thế rồi chiếc xe cũng dừng lại trước cổng công ty. Thanh Vi nói: "Tôi vào trong trước nhé." "Sao không đợi tôi cùng vào?" "Tôi còn nhiều việc lắm." "À phải rồi." "Sao vậy?" "Tối nay thì tôi có cuộc gặp gỡ bạn bè. Tan làm tôi sẽ đến đón cô." "Anh gặp gỡ bạn bè thì liên quan gì đến tôi?" "Đều là anh em thân thiết của tôi. Dù sao thì tôi và cô cũng đang là vợ chồng. Bọn họ muốn gặp mặt cô đấy." Thanh Vi suy nghĩ vài giây rồi đáp lại: "Biết thế đã." Nói xong thì cô mở cửa xe đi thẳng. Trịnh Minh Đăng ngồi trên xe ô tô nhìn cho đến khi cô vào trong công ty mới chậm rãi rút điện thoại ra, bấm nút gọi một cuộc gọi. "Bố à, bố có ở trên công ty không? Con đang ở dưới cổng." Cả ngày hôm đó, Thanh Vi vừa bước vào phòng làm việc đã liền ôm đầu vào công việc làm như thể quên trời quên đất. Cho đến khi ánh mặt trời cũng nhường chỗ cho màn đêm lạnh giá thì một bác bảo vệ mới đi đến rồi hỏi: "Ôi, cô vẫn chưa tan làm à?" "Dạ vâng ạ, cháu cũng chuẩn bị xong rồi đây. Bác cứ khóa dần các cửa vào đi ạ." "Bên dưới có một chiếc ô tô màu đen đậu một lúc lâu rồi đấy. Tôi nghĩ hay là người đó đang đợi cô nhỉ?" Bác bảo vệ nói đến đây, Thanh Vi mới giật mình nhớ đến lời của Trịnh Minh Đăng nói lúc sáng. Chỉ vì quá bận biểu công việc, cô đã quên tiệt đi mọi thứ. Rồi thì cô vội vàng cầm đến điện thoại, màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhớ của chồng mình. Thì ra lâu nay, cô có một thói quen khó bỏ là trong lúc làm việc sẽ để chế độ yên lặng, tập trung thiết kế. Rất nhanh sau đó, Thanh Vi cầm túi sách đứng dậy rời khỏi căn phòng. Trên xe Audi đen vẫn cứ lặng lẽ đậu trước cửa công ty. Nhìn thấy Trịnh Minh Đăng, cô liền lên tiếng: "Anh đợi tôi lâu chưa?" "Không lâu lắm, gần 2 giờ đồng hồ thôi." "Thế sao không lên trên phòng tìm tôi?"
Tôi nghĩ là cô bận. Và lại thì tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô. Vậy bây giờ anh đưa tôi về nhà thay đồ nhé. Không cần đâu. Cô mặc như vậy cũng được. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp gỡ bạn của anh mà. Tự tin lên. Người đẹp thì ở trần cũng đẹp. Nói xong thì Trịnh Minh Đăng nhếch môi một cái, đạp bàn ga vụt về phía trước. Cô liếc mắt lườm anh. Rõ ràng là cô đang muốn giữ thể diện cho anh, thế mà lại còn bớn cợt cô như vậy. Trong lòng của cô không ngừng rủa thầm anh vài câu. Bữa tiệc gặp gỡ hôm nay được tổ chức ở sân vườn một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Hà Nội. Và đây cũng là một trong số rất nhiều khách sạn do tập đoàn Quơ quản lý. Trịnh Minh Đăng lái xe đưa cô vào từ cổng sau của khách sạn. Sau đó, anh lấy trong cốp xe một chiếc váy màu trắng đưa cho cô. Cô lên phòng tắm rửa, thay đồ đi. Phòng 106, tầng 3. Đây là thẻ phòng đấy. Vậy tôi thay đồ xong thì gọi cho anh à? Đúng như vậy. Tôi sẽ đợi cô dưới sảnh nhé. Ok. Một lúc sau đó, Thành Vy bước ra khỏi phòng. Nhìn tổng thể, cô thấy Trịnh Minh Đăng cũng là người có gu thẩm mỹ. Chiếc váy mang tròn cho cô cứ như sinh ra để dành cho cô vậy. Trịnh Minh Đăng đưa tay cho cô khoác vào. Suýt nữa thì cô lại quên. Bây giờ trong mắt của người khác thì hai người chính là vợ chồng. Cuối cùng, cô đành giả vờ, cười tươi, khoác lấy tay của anh bước vào bữa tiệc. Vừa mới nhìn thấy hai người, mấy người bạn của anh đều ngước mắt nhìn, trầm trồ rồi nói. Đăng, đây là vợ cậu à? Ôi, vợ cậu đẹp thật đấy nhá. Cô gật đầu chào mọi người. Xin chào mọi người, em là Thanh Vy, rất vui được gặp các anh ạ. Thanh Vy này, cho anh hỏi em là người phàm hay là tiên nữ hạ trần, mà sao em đẹp như vậy? Một người bạn của anh lên tiếng. Em cảm ơn anh. Anh quá khen rồi à? Trịnh Minh Đăng nhíu mày nói. Ngắm kỹ vợ người khác như vậy là phạm pháp đấy nha. Đấy đấy, vì xem. Từ ngày bạn của anh lấy em thì bỏ bọn anh luôn rồi đấy. Thế bây giờ là còn cấm cản bọn anh nhìn em mới ghê chứ. Mỗi người cứ thêm vào một câu trêu đùa khiến tâm trạng nặng nề của cô cũng thoải mái hơn đôi chút. Trịnh Minh Đăng giới thiệu cho cô từng người một. Thế nhưng mà anh đặc biệt nhấn mạnh bản thân nhất của anh chính là Phạm Hải Bách, là người vừa trêu đùa với cô khi nãy. Sau đó còn một người bạn thân khác nữa tên là Phan Trung Quân, hiện giờ đang trên đường đến đây. Khi anh vừa dứt lời thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Ôi xin lỗi mọi người nha, tôi đến muộn. Tất cả mọi người cùng quay đầu về phía giọng nói, không ngoại trừ Thanh Vy. Mọi thứ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của Vũ Hà Trâm đi bên cạnh cùng người đàn ông kia. Vũ Hà Trâm mỉm cười lên tiếng. Em chào các anh ạ. Cả hội bạn của Trịnh Minh Đăng chợt khựng lại, không ai nói với ai câu gì. Đương nhiên, bọn họ biết mối quan hệ trước kia của Trịnh Minh Đăng và Vũ Hà Trâm. Chỉ là không ngờ rằng Vũ Hà Trâm lại đến đúng vào bữa tiệc gặp gỡ khi Thanh Vy có mặt tại đây. Phạm Hải Bách thấy không khí đang dần trở nên ngột ngạt, cười gượng lên tiếng. Quân, cậu gặp Trâm sao? Phan Trung Quân lúng túng giải thích. Do tối nay tôi có hẹn với Trâm nên tiện đưa cô ấy đến đây luôn. Vũ Hà Trâm nở ra nụ cười trên môi, nhưng mà không mấy tươi tắn khi nhìn thấy Thanh Vy đang đứng cùng Trịnh Minh Đăng. Mà lúc này Trịnh Minh Đăng lại dùng ánh mắt xem cô như kẻ thừa, lại khiến cô muôn phần khó chịu. Tuy nhiên, cô vẫn bình tĩnh rồi nói. Không biết là em có làm phiền mọi người không ạ? Mọi người cười gượng lên tiếng. Không phiền. Nếu như em đã đến đây rồi thì cùng nhập tiệc với bọn anh cho vui. Nói rồi thì Phạm Hải Bách rót cho mỗi người một ly rượu. Do đến ly của Thanh Vy thì Trịnh Minh Đăng nói. Cô ấy không uống được rượu, đổi nước cam đi. Không sao đâu, tôi uống một chút cũng được mà. Không được là không được. Em bị đau dạ dày đấy. Câu nói của anh khiến cô khựng người lại suy nghĩ. Anh biết cô bị đau dạ dày à? Và đây cũng là lần đầu tiên anh gọi cô bằng em. Cái cảm giác này trong cô có một chút lạ lẫm. Ừ thì cô đã quên mất hai người đang tỏ ra
mình là một cặp vợ chồng hạnh phúc cơ mà. Nói rồi thì anh tự mình đi đến bàn khác, lấy cho Thành Vy một ly nước cam, đổi lấy ly rượu kia. Hành động đó của anh khiến Vũ Hà Trâm cảm thấy nhói tim. Lần đầu tiên Vũ Hà Trâm thấy anh quan tâm đến người phụ nữ khác ngoài cô. Trong lòng của cô như đang bùng cháy ngọn lửa đau đớn. Ngày trước, Vũ Hà Trâm rời khỏi anh, cũng chỉ vì cô muốn theo đuổi ước mơ. Cô muốn cuộc sống về sau của hai người được tươi sáng hơn. Nghĩ lại, Vũ Hà Trâm vẫn trách bố mẹ anh biết mấy. Nếu như không phải hai người giấu giếm thân phận thật sự của anh, nếu như không phải hai người tạo ra cho cô một cơ hội sang nước ngoài, thì chắc chắn bây giờ anh và cô vẫn đang hạnh phúc. Ừ thì lỗi bản thân cô là tham danh vọng, nhưng mà sau tất cả, đến bây giờ cô nhận ra rằng bỏ lỡ anh là điều hối tiếc nhất đời. Càng nghĩ thì Vũ Hà Trâm lại càng không cam lòng. Một lúc sau đó, Vũ Hà Trâm nhìn lúc Trịnh Minh Đăng ra ngoài nghe điện thoại. Cô cố tình bước lại gần anh, nhỏ nhẹ nhìn anh với đôi mắt khiêu gợi. Em biết em không nên làm tổn thương anh. Em không muốn chia tay anh đâu. Trâm, em đi theo tôi làm gì vậy? Đăng à, em nhớ anh. Giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Em biết em không nên làm như vậy. Em biết bây giờ anh đã có vợ, nhưng mà chắc chắn không phải là vì tình yêu có phải không anh? Trở về Việt Nam, người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh. Mấy năm qua, em cũng không thể nào yêu ai khác bởi vì nhớ anh. Trịnh Minh Đăng lạnh lùng nhìn Vũ Hà Trâm, nhàn nhạt lên tiếng. Tôi bây giờ đã là người có vợ, xin em tự trọng đi. Dù sao thì mọi chuyện năm đó cũng là bất đắc dĩ anh à. Bắt cả hai tay ra nước ngoài, cái nào là bất đắc dĩ vậy? Anh à, mọi chuyện năm đó đều do bố mẹ anh ở phía sau thao túng. Em không có lỗi với anh. Điều em nói, câu nào cũng là sự thật. Vậy thì vì sao bố mẹ tôi phải làm như vậy? Năm đó, tại sao em không nói gì cả thế? Em không biết tại sao bố mẹ anh lại làm như vậy. Em không nói là bởi vì em không muốn vì em mà anh và bố mẹ bất hòa. Em cảm thấy bố mẹ anh đối xử với em như vậy là vì em không đủ ưu tú trong mắt của bố mẹ anh. Vì vậy em mới cố gắng vì tương lai của chúng ta mà. Em thừa biết lý do thực sự em rời xa tôi là vì điều gì mà. Trước mặt của tôi, em không cần phải diễn. Nói rồi thì Trịnh Minh Đăng bước đi qua người Vũ Hà Trâm. Nhanh như chớp, Vũ Hà Trâm ôm chầm lấy anh từ phía sau. Em không tin. Em không tin là anh đã hết yêu em đâu. Đăng à, anh còn nhớ vết sẹo này dưới tay của em không? Vì cứu anh nên đã để lại vết sẹo cả đời trên tay em đấy. Cũng giống như hình bóng của anh mãi khắc sâu vào trái tim của em vậy. Trịnh Minh Đăng cúi xuống nhìn vết sẹo trên tay Vũ Hà Trâm. Nhìn nó lại khiến anh hồi tưởng về quá khứ. Bọn họ đã từng có những tháng ngày bên nhau rất vui vẻ. Thậm chí trong mỗi giấc mơ của anh đều mơ thấy một bóng lưng của một cô gái, mà anh nghĩ đó là bóng lưng của Vũ Hà Trâm. Cuối cùng, Trịnh Minh Đăng vẫn lạnh lùng như vậy. Anh tuyệt tình dứt tay Vũ Hà Trâm ra khỏi người mình. Chuyện tôi nợ em, tôi sẽ trả. Còn tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Lúc nhìn thấy Trịnh Minh Đăng đang tiến về phía trước, Thanh Vy vội vàng xoay người nhìn hướng khác. Nhìn thấy Vũ Hà Trâm lao đến ôm chồng của mình, trong lòng của cô chợt dấy lên cảm giác khó chịu, giống như mình bị lừa dối vậy. Phạm Hải Bách cười nói với Thanh Vy. Em quen bạn anh lâu chưa? Nếu như em nói mới quen đã cưới, anh có tin không? Phạm Hải Bách nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Chắc có lẽ anh không tin em à? Tại sao ạ? Anh chơi với nó bao nhiêu lâu nay, anh hiểu nó quá mà. Nó không hề dễ dàng tùy tiện lấy một cô gái đâu. Phạm Hải Bách vừa dứt lời thì Trịnh Minh Đăng đi đến nói. Này nha, tính nói xấu gì tôi với vợ tôi đấy? Thế cậu thì có điểm gì xấu đâu mà nói. Trịnh Minh Đăng cười, có vẻ như trước những người bạn của mình, anh cũng đã cứng ngắc hơn ngày thường.
anh quay sang hỏi cô. Có mệt không? Cũng bình thường. Vậy thì cô đứng đây với bạn tôi nhé. Tôi ra đây một lát. Ok. Phạm Hải Bách cười nói. Mà Vi này, em đừng để ý đến Trâm nhé. Dạ vâng ạ. Em có để ý gì đâu anh. Đăng và Trâm đã là quá khứ. Em mới là hiện tại mà, đúng không? Dạ đúng ạ. Cô cười trừ rồi đáp như vậy. Một lúc sau thì Vũ Hà Trâm cũng đi đến chỗ cô. Vũ Hà Trâm mở miệng chào cô trước. Xin chào, tôi là Hà Trâm. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp cô. Tôi là Thanh Vi. Nghe nói Thanh Vi là một nhà thiết kế thời trang à? Đúng rồi. Tôi cũng rất đam mê thiết kế thời trang. Nhưng mà tôi còn là một người mẫu ảnh nữa. Ồ, vậy à? Tôi có thể xem như gặp đồng nghiệp rồi. Vũ Hà Trâm cười, ánh mắt có phần dò xét hỏi. Cô có yêu anh Đăng không? Câu hỏi của Vũ Hà Trâm bất giác khiến cô cứng người lại. Yêu sao? Tình yêu là gì? Nhưng mà bây giờ chẳng nhẽ cô nói không với cô ta. Người mà là người yêu cũ của chồng cô à? Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Trong lúc cô còn chưa lên tiếng thì Vũ Hà Trâm nói tiếp. Tôi biết cô không hề yêu anh Đăng. Mà tôi không biết làm sao hai người lại kết hôn. Nhưng mà tôi thực sự yêu anh Đăng. Và anh Đăng cũng thực sự yêu tôi. Cô không biết lời cô Trâm này muốn nói là ý gì đây, ám chỉ điều gì. Nhưng mà dù sao đi nữa thì anh cũng đang là chồng hợp pháp của cô. Nói như vậy thì khác nào sỉ nhục cô đâu. Cô bình tĩnh đáp lại. Cô Trâm này, cô đang ở trước mặt tôi, trước mặt người vợ hợp pháp của anh Đăng, mà nói những câu rất là hám đấy. Cô không biết à? Tôi không cần biết cô và chồng tôi trước kia ra sao. Tôi chỉ cần biết sự thật. Tôi đang là vợ của anh ấy. Thành vì cố ý nhấn mạnh chữ chồng và vợ để cho Vũ Hà Trâm biết được vị trí của mình ở đâu. Và người cô ta đang khiêu khích là ai. Không dễ dàng gì có thể ức hiếp được cô đâu. Còn xa xôi lắm. Sắc mặt của Vũ Hà Trâm lúc này xanh xanh đỏ đỏ, trông rất đặc sắc. Nhưng mà cô ta vẫn cố giữ hình tượng. Khóe môi vẫn nở nụ cười giả tạo đến mức không thể nào giả tạo hơn được nữa. Vậy sao? Tôi cũng chúc cô giữ được người chồng này mãi bên mình nhé. Cảm ơn. Nói xong Thanh Vi đành xoay người bước đi, thì Vũ Hà Trâm liền nhấc chân, ngáng lấy chân của cô, khiến cô vấp ngã. Theo quán tính, ngã nhoài thẳng về phía trước. Thế nhưng mọi thứ không như Vũ Hà Trâm tưởng tượng. Cả cơ thể của Thanh Vi lúc này đã nằm tròn trong lòng của Trịnh Minh Đăng. Hơn nữa, cả môi chạm môi hôn nhau mà không hề dự tính trước. Mọi việc xảy ra đột ngột đến nỗi cô quên cả phản ứng. Cứ như thế, đứng yên bất động trong vòng tay của anh. Khoảng cách của hai người quá gần. Gần đến nỗi cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có phần nóng bỏng của anh. Gần đến nỗi cơ thể của cô và anh như triền miên quấn lấy nhau. Trái tim cô lại bắt đầu xuất hiện, nhưng nhịp đập không theo quy tắc. Từng nhịp đập thẳng vào màng nhĩ của cô. Thanh âm này khuấy đảo trái tim cô, rối loạn. Mang tai nóng bừng, mồm miệng khô khốc. Một lúc sau đó hai người mới ý thức được hành động của mình, vội vàng buông khỏi người nhau. Nét mặt thì có phần gượng gạo. Vũ Hà Trâm đứng yên bất động nhìn hai người. Bàn tay vô thức siết chặt lại như đang cố gắng đè nén sự giận dữ trong lòng. Suốt khoảng thời gian đó, vấn đề mọi người nhắc đến nhiều nhất chính là Thanh Vi và Trịnh Minh Đăng. Ngồi nói chuyện với mọi người đến 10 giờ thì Trịnh Minh Đăng nói: Vợ tôi cũng hơi mệt rồi, vậy nên xin phép mọi người cho tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi một chút nhé. Phạm Hải Bách cười rồi đáp lời: Chỉ cho vợ nghỉ ngơi có một chút thôi à Đăng? Thôi, vợ chồng người ta, tự mấy người cũng phải cho người ta có không gian ngọt ngào chứ. Một người khác lên tiếng tiếp lời. Trịnh Minh Đăng cười nhẹ không nói gì rồi kéo tay cô bước đi khỏi bữa tiệc. Vũ Hà Trâm nhìn theo bóng dáng của hai người. Sau đó thì cũng lạnh lùng nói với Phan Trung Quân: Em cũng mệt rồi, em về trước nhé. Để anh đưa em về. Không cần đâu ạ. Trên đường từ khách sạn về nhà, Trịnh Minh Đăng có hỏi: Lúc tối, tôi thấy cô chưa ăn gì nhiều,
Cậu muốn đi ăn gì không? Tôi không đói. Ở gần đây có một nhà hàng, ngon lắm đấy. Thành vì vốn định tiếp tục từ chối, không ngờ rằng dạ dày của cô không hề phối hợp chút nào cả. Đúng lúc đó, kêu lên biểu tình âm ý. Từ trưa cho đến bây giờ cô chưa ăn gì, buổi tối lại uống nhiều nước cam, nên ruột gan có một chút cồn cào. Tôi biết ở đây có một quán bún bò Huế ngon lắm đấy. Sao? Bún bò? Anh nhíu mày hỏi lại. Thành Vy gật đầu chỉ cho Trịnh Minh Đăng vào một quán ăn ven đường. Thực ra quán ăn này chỉ là một quán nhỏ, cách bài trí vô cùng đơn giản, không hề sang trọng như những nhà hàng hay khách sạn 5 sao, cũng không hề rộng rãi. Tuy nhiên ở đây có món bún bò Huế rất ngon. Cô nhớ là quán này có từ rất lâu rồi. Ngày còn học cấp 3, cô đã cùng Anan thường xuyên đến đây. Ấy thế mà chớp mắt một cái, cô đã hoàn thành 4 năm trời du học bên Tây, lại còn là người phụ nữ đã có chồng nữa. Trịnh Minh đang chần chừ nhìn quán ăn một hồi, Thanh Vy cười rồi nói. Ngồi xuống ăn đi, tôi nghĩ sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Nói xong cô gọi lớn với chủ quán. Cô ơi, cho cháu 2 bát bún bò Huế à? Cô chủ quán từ trong phòng bước ra thở dài nói. Ây, quán cô chuẩn bị đóng cửa rồi cháu à. Cô chỉ làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Hơn nữa thì nguyên liệu cũng không đủ. Hay là... Quán cô một ngày kiếm được bao nhiêu? Anh không đợi cô chủ quán nói xong đã hỏi thẳng. Cô chủ quán có một chút sững sờ. Liếc mắt nhìn tướng mạo của anh lên có thể biết là một nhà tài phiệt. Cô chủ quán nở ra nụ cười rồi hỏi. Ý cậu là... Cô nấu một bữa cho chúng tôi ngày hôm nay. Toàn bộ doanh thu ngày mai của quán, tôi thanh toán đầy đủ. Nói cách khác, nếu như chúng tôi làm chế giờ của quán, sao cô không chọn cách phục vụ chúng tôi một bữa này? Ngày mai có thể đóng cửa nghỉ ngơi cả ngày. Đương nhiên, vẫn có thể mở cửa buôn bán tiếp. Nhưng mà tôi vẫn trả toàn bộ doanh thu cho cô một ngày. Cô thấy sao? Từng câu từng chữ được Trần Minh Đăng nói rất rõ ràng. Xong điều thì lại cực kỳ tự nhiên. Hơn nữa thanh âm trầm ấm của anh có sức thuyết phục lòng người cực kỳ lớn. Cô chủ quán nghe xong không hề tỏ vẻ khó chịu, cười tươi rồi đáp. Cậu quá lời rồi. Thế như vậy đi, để tôi đi nấu cho hai người cũng được, nhưng mà cũng không cần trả tiền doanh thu cho tôi đâu. Mở quán, khách hàng được coi trọng như nhau, để giữ danh tiếng cho quán thì không thể sợ vất vả. Thế hai người đợi lâu một lát nhé. Nói xong thì cô chủ quán liền quay lưng rời đi. Mặc dù đã khuya, nhưng xem ra họ cũng không hề cảm thấy miễn cưỡng chút nào. Suốt cả quá trình ban nãy, Thành Vy đều chăm chú nhìn Trịnh Minh Đăng. Hàng lông mày thanh tú đầy vẻ nghi hoặc. Đợi chủ quán đi rồi thì cô mới lên tiếng. Anh làm như vậy không cảm thấy quá đáng lắm à? Quá đáng? Trịnh Minh Đăng cười nhẹ, hàng lông mày khẽ nhếch lên đầy tà ý rồi hỏi lại. Thành Vy trừng mắt nhìn anh, trả lời lại. Chúng ta thiếu gì lúc ăn đâu. Cần gì phải bắt tội người ta như vậy? Thế chẳng phải là do cô chọn còn gì nữa. Anh... Trịnh Minh Đăng khẽ cười lạnh. Lúc ăn xong, Trịnh Minh Đăng vẫn thực hiện lời nói khi trước của mình. Anh rút trong túi ra mấy tờ 500 ngàn, đưa cho cô chủ quán. Thế nhưng mà cô nhất quyết không nhận. Sau cùng Thanh đặt xuống bàn rồi hai người lên ô tô ra về. Hai ngày yên ả lại trôi qua. Hai ngày này, Thành Vy giống hệt như một người máy, không ngừng làm việc và làm việc. Mà hai ngày này thì Trịnh Minh Đăng cũng vô cùng bận rộn. Căn bản, dù sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng mà cô cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của anh. Như vậy cũng tốt. Yên nhất thì cô cũng không cần phải đấu khẩu với anh, mà có thể tập trung vào chuyên môn. Khi Thành Vy đang chỉnh sửa lại bản thiết kế, điện thoại di động bất ngờ rung lên. Nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình, cô ấn nút nhận cuộc gọi. Tôi nghe đây. Cô đang làm gì đấy? Tôi đang sửa lại bản thiết kế một chút. Anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Tôi phải vào Sài Gòn công tác vài ngày. Tôi biết rồi. Thế ở nhà có nhớ tôi thì cố gắng chịu đựng nhé. Điền à? Nói xong thì cô tắt máy, vứt điện thoại sang một góc.
Ngày mai là ngày cô ra mắt thương hiệu mới. Bân Giang cô thở dài, trong lòng như đang thiếu thiếu một thứ gì đó. Chỉ ít ra cô cũng mong ngày mai có sự xuất hiện của anh trong buổi họp báo. Suy nghĩ một lúc, cô đưa ngón tay thon dài của mình lùa vào mái tóc đen óng ả. Cô nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Hết thảy nhưng năng lượng tiêu cực của muốn nó nhanh chóng tan biến. Một lúc lâu sau đó, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Anan ưu nhã bước vào. Nhìn thấy bản thiết kế trên bàn của Thanh Vi, cô cười nhẹ rồi nói. Quả nhiên, không hổ danh là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang. Bản thiết kế của bạn xuất sắc quá Thanh Vi à. Người khác khen thì tôi không nói làm gì. Ngay cả bạn cũng nói như vậy à. Anan nở ra nụ cười vui vẻ, ngồi đối diện Thanh Vi, đặt một tập tài liệu xuống bàn rồi nói. Mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ đợi đến ngày mai thôi đấy. Cảm ơn bạn. Vất vả với tôi suốt mấy hôm nay rồi. Mà sáng mai cứ ở yên nhà đợi tôi nhé. Tôi đến đón rồi mình cùng đi đến công ty luôn. Tôi cứ tưởng là bạn đi cùng chồng chứ Thanh Vi. Nghe Anan nói như thế, đáy mắt của Thanh Vi khẽ chấn động. Nhưng mà rất nhanh liền ổn định lại, cất tiếng nói dịu dàng. Anh ta đi công tác ở Sài Gòn rồi. Anan khẽ thở dài nhìn Thanh Vi, thẳng thắn đem cảm nhận trong lòng của mình nói một cách dứt khoát. Thanh Vi à, bạn cũng buồn khi không có sự xuất hiện của anh ta, có đúng không? Thanh Vi bất giác sững người, cô phản bác. Bạn nói gì về Anan? Tại sao mình phải buồn? Có anh ta hay không cũng đâu quan trọng gì đâu. Nhưng mà dù gì thì... Anan chưa nói xong thì Thanh Vi đã ngắt lời. Không quan trọng. Tôi thật sự cảm thấy rất bình thường. Bạn đừng lo lắng quá. Thôi được rồi, thế thì mình không nói nữa. Mình ra ngoài làm việc tiếp đây. Thanh Vi gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng công ty đã có rất nhiều phóng viên và nhà báo tập trung. Thanh Vi cùng Anan bước từ chiếc xe Mercedes. Thanh Vi mặc chiếc đầm trắng đuôi cá. Ánh nắng nhà của mùa thu chiếu xuống lại càng tôn thêm nước da trắng nón nà của cô. Sau 2 giờ đồng hồ, buổi ra mắt thương hiệu mới kết thúc rất tốt đẹp. Mọi người hết lời dành những lời khen và câu chúc mừng tới Thanh Vi. Bố cô mỉm cười nói. Chúc mừng con gái, con giỏi lắm. Con cảm ơn bố. Bố đã giúp đỡ con nhiều rồi. Cố gắng lên nhé. Dạ vâng ạ. Nói rồi theo mỉm cười đầy tự hào, bước đi cùng ban hội đồng quản trị. Thanh Vi mỉm cười đứng nhìn theo bóng dáng của ông. Khi cô vừa xoay người lại, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt của cô. Dáng người này, khuôn mặt này, cô đã quá quen thuộc trong nhiều năm nay. Và anh chính là Ngô Hải Nam. Ngô Hải Nam mặc bộ âu phục màu đen. Trên tay của anh cầm bó hoa hướng dương mà cô yêu thích. Bởi vì quá xúc động khi nhìn thấy cô, anh liền ôm chặt lấy cô trong lòng rồi nói. Chúc mừng em, Thanh Vi. Đúng lúc đó, ở một khoảng cách không xa, Trịnh Minh Đăng khựng người lại, nhìn hai người. Bó hoa trên tay của anh cũng dần buông xuống. Thanh Vi nhìn thấy Ngô Hải Nam ôm mình thì có một chút sững sờ. Cô nhẹ nhàng đẩy Ngô Hải Nam ra khỏi người mình, ngạc nhiên rồi nói. Anh Nam, anh về nước khi nào vậy? Anh về mấy hôm nay rồi, nhưng mà muốn cho em một bất ngờ. Khi nãy trong buổi họp báo, anh đứng từ xa nhìn em. Em tuyệt lắm đấy. Thanh Vi cười tươi rồi đáp. Cảm ơn anh. Tặng em này, loài hoa mà em yêu thích nhất đấy. Anh vẫn còn nhớ sao? Đương nhiên, anh nhớ chứ. Tất cả những gì thuộc về em, anh đều nhớ rất rõ. Sắc mặt của Trịnh Minh Đăng càng lúc càng lành đi khi nhìn chằm chằm hai người. Lại nhìn ánh mắt Ngô Hải Nam. Người mù cũng nhận ra ánh mắt ấy tràn ngập yêu thương. Ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Minh Đăng bất chợt chuyển lạnh băng. Từ trên gương mặt vui vẻ của Ngô Hải Nam chuyển qua nét mặt cười tươi rạng rỡ của Thanh Vi. Nắm tay, anh lập tức siết chặt bó hoa lại. Đáng ghét. Nói chuyện với trai, cười tươi như vậy sao?
Trợ lý của Trịnh Minh Đăng đứng đằng sau lên tiếng. Giám đốc, anh... Trịnh Minh Đăng vứt ngay bó hoa vào người của thư ký. Không một chút nghi ngờ, anh nhấc chân lên, lạnh lùng, sải bước về chỗ hai người đang đứng. Thành Vi cứ mãi đùa giỡn với Ngô Hải Nam. Bất chợt thì cô cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Nhanh chóng không khí cứ như đông cứng lại vậy. Cô ngước mắt nhìn sang. Trong khoảnh khắc giật mình khi thấy sự xuất hiện của anh. Mà ánh mắt của Trịnh Minh Đăng lúc này cực kỳ bình tĩnh, khôi phục lại vẻ hờ hứng thường thấy. Lại thấy vẻ kinh ngạc của Thành Vi, anh khẽ nhếch môi cười. Cảm giác lúc này của anh hệt như tận mắt thấy vợ mình yêu đương vụng trộm vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và quả thật với tập truyện ngày hôm nay đã có thêm sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới. Trong số đó thì phải kể đến cô gái có tên là Vũ Hà Trâm. Vũ Hà Trâm thì từng là người yêu của Trịnh Minh Đăng trong quá khứ và đến bây giờ vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho người đàn ông này. Và anh Sa tin chắc đây sẽ là một nhân tố mang đến rất nhiều kịch tính cho bộ truyện này. Khi mà sự ghen tuông của người phụ nữ trỗi dậy thì chúng ta không thể nào lường trước điều gì sẽ xảy đến đâu. Bên cạnh đó còn một điều thú vị nữa, đó chính là cô gái có tên là Vũ Hà My. Ở phần đầu của tập truyện này hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ, đó chính là cô thư ký thay thế tạm thời cho thư ký chính thức của Trịnh Minh Đăng. Và một điều bất ngờ đó là cả hai chị em Vũ Hà My và Vũ Hà Trâm đều cùng có tình cảm với người đàn ông này. Thế nên anh Sang nghĩ rằng là hai chị em này trong tương lai sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị và nằm ngoài dự đoán đây. Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này thì có sự xuất hiện của một anh chàng, đó chính là Ngô Hải Nam, cũng là một thiếu gia của một tập đoàn lớn. Xem ra thì đây rất có thể sẽ là một đối thủ nặng ký đối với Trịnh Minh Đăng. Trịnh Minh Đăng và Thanh Vi thì ban đầu họ đến với nhau cũng chỉ vì một ván bài sao, hay là một cuộc chơi nhỉ? Rõ ràng hai người họ không hề có tình cảm với nhau và lại còn có một thỏa thuận ngầm nữa. Ai là người thua cuộc trước thì sẽ phải đồng ý yêu cầu của người kia. Thế nhưng mà vừa mới bước vào cuộc hôn nhân này, đâu đó chúng ta đã cảm nhận là cả hai người họ đều có những cảm xúc nhen nhóm. Một chút gì đó nó nằm ngoài những cảm xúc thông thường rồi. Thế với cái đà này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đánh cược này sẽ đi về đâu đây. Và những nhân vật mới này sẽ góp phần như thế nào để bộ truyện của chúng ta đến cao trào ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện thú vị thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.